Mấy con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì ta ti yam vi đắc hăng ta nâng ca chi ham thành kính xin quy phật lần thứ ba ta ti yam vi đắc hăng nâng ca chi ham mấy con tỉnh xin quy pháp lần thứ ba ta ti yam vi sang căn tận năng cai chư ham vị con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tăng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thâm mang sa ra năng gạch cha thành kính xin quy y Phật. Sang khang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng đu ti dâm bi bút thăng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ nhì đu ti dâm bi thâm mang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ nhì đu ti dâm bi sang khăn xà ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì ta ti dâm bi bút thăng xà ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ ba ta ti dâm bi thâm mang xà ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ nhì ta ti dâm bi sang khăn xà ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba xin sám hối. Ti sa ra na ga ha năng ni thi tăng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu à, ma phàn tê dạ xin vâng ma na ti ba tam vừa ra ma ni thi to bấy năng sa ma di dạ mi còn xem bao nhiêu điều học là quy cánh xa sự sát sanh a đinh na đa na vừa làm anh đi sẽ khó bất năng sa ma đi giam bi còn xem bao nhiêu điều học là quy cánh xa sự trộm cắp cà mê su mi cha cha ra vừa làm anh đi sẽ khó bất năng sa ma đi giam bi còn xin với những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mục sa hoa đa vậy là mình đi sẽ có bất năng sa ma đi giam mi còn xin với những điều học là quy tránh xa sự nói dối su ra mê ra ya ma cha pa ma đa tha na vậy là mình đi sẽ có bất năng sa ma đi giam mi còn xem với những điều học là quy cảnh xa suy nghĩ uống rượu và các chất say ma na ti ba ta quê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cõi cảnh xa sự sát sanh a đinh na đa na Quê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp ca mê su mít cha cha ra Quê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh mu sa wa đa Quê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối su ra mê ra ya mắt chấp ba ma đắc tha na quê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma di a mi
Tinh văn dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani pañcasika padane sarukang tattvang appamadena niccakalang samarakkhitappang. Chư Phật tử, sau khi đo trì tâm quy của ngũ giới nơi tâm bảo rồi, phải ráng nguyện giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Sì lê na su ca tín doan tị, sì lê na phu ca tâm bát đàn, sì lê na ni phu tín doan tị ta sư mai, sì lăng quỷ sô thát dê. Cha chúng sanh đã sinh về cõi trời, cũng như dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng như dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng như dự giới bởi các cây, cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thủ lành thai. Uttamang ghê na hoàn đề hàng bà đá bằng sâm vá uttamang. Út thể vô khá lý tô đô sô bút thô khá má tu tăng. Ma măng, con đem bạch lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật. Là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng thấp mình chế đu quý thăng quá răng. Thâm mệ vô ca li tô đô sô thâm mô kha ma tu tăng ma măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng sanh hành cha đô quy đốt ta mang sanh thề vô ca li tô đô sô sanh khô kha ma tu tăng ma măng, con mất lành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm tăng và Thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và con xin nhân ích trong ngày để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Ya ni tha phu ta ni sama ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng de wa ma no sa phu chi tăng bu ta hăng nam a sa ma su wa thi hô tuôn phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đến lễ Đức Phật thì hiện độ chúng sinh, được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường, mong với hạnh lành này chúng sanh được hạnh phúc. Ya ni tha phu ta ni sama ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đề quá ma no sa phu chi tăng tham măng nam a sa ma su wa thi hô tuôn phàm ở qua đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chánh pháp đạo chuyển mê khai ngộ, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Ya ni tha phu ta ni sama ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đề wa ma no sa phu chi tăng sang căng nam a sa ma su wa thi hô tuôn phàm ở qua đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đến lễ chúng tăng tiếp Phật độ chúng sinh, được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường, mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Te Arhatha Sukhita Varunaha Buddhasa Sane Aroga Sukhita Buddhasa Sabbe Nyati Phiên. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai. A ca sát thai.
cha phụng mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khan tu xa xa năng a ca sát tha cha phụng mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khan tu nô ga ru a ca sát tha cha phụng mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chí rằng rắc khanh tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chí rằng rắc khanh tu bà ni nô a ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chí rằng rắc khanh tu nô sa đà chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài biến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh dặn kinh chi cú sa la cam mang cát tắc bằng kiri dặn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta san ni no at thi ye cha sat ta san ni no ka tang bun ya pha lang mai hang sat be pha ghi pha wan tu te ye tang ka tang su vi di tang đinh năng bun ya pha lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti đề hoa gần tòa ni quê đa dùng sắp bề lô cầm hi về sát ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nhuôn nhăn phô cha năng sắp bề la phần tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân cầu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an chúng con hồi hưởng dân mang chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu kinh cùng tuyển chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin báo cũng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng quá ta mê buồn nhằn à sa quắc ca già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mõm nhiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm và con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền tam nguyên ngũ giới cho đạo tràng chúng con và con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì ngũ giới và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ con xin trả mic lại cho cô Nhật Quỳnh để cô điều họp chương trình hôm nay ạ. Dạ, xin trả mic lại cho cô ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Metta. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Sích Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Kinh. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn chị Metta đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Và bây giờ thì cũng vừa đúng lúc để học bài mới.
Dạ, Như Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Vinh Kinh đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay ạ. Dạ, kính mời Vinh ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nam Mô Tham Ma. Dạ. Nam Mô Sang Khả. Dạ. Kính lễ sư Đi Đức. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị đồng rung. Hôm nay ta đã đến buổi học tiếp tục ha. Nhưng mà kỳ này á, chúng ta sẽ ôn lại, chứ không học tiếp nữa, không học mới nha. Tại vì thấy cái bài này cũng khó, bài này cũng rất là rắc rối. Nên là chúng ta muốn ôn lại từ cái số 1 cho tới số 7, số 8 mình học gì rồi đó. Ôn lại hết phần nữa cho nó kỹ, để cái gì nắm rõ hơn. Chứ mà đi nữa, càng lúc nó càng, càng sâu vô thì nó khó mà để chúng ta nắm bắt cái này. Học lại thì cũng tốt, ôn lại kỹ chứ ha. Cô Nhật Quỳnh có gì cô post lên cái chút sau khi mà post cái phần đọc bài mới, đọc Bali đó, rồi bắt đầu vô học á, bắt đầu vô cái buổi học á, cô post lại cái phần về cái đối tượng này nè, về cái 21 cảnh đó, cô post lại cái từ số 1 cho tới số 7, từ từ học lại, ôn lại cái đó cho nó rõ ràng chút xíu. Bởi vì chúng tôi cảm thấy cái bài này nó cũng khó thiệt, nhưng mà vậy rất là khó, ngay cả chúng tôi đọc cũng nhiều cũng nhức cái đầu, nó khó. Muốn trình bày để cho nó rõ sáng tỏ cũng phải đòi hỏi cái vấn đề tư duy cũng nhiều, cũng rất là nặng nề. Thì sau khi học cái bài này xong là tới học cái bài mà về sáu vật thì nó xong xuôi cái phần là tổng hợp này đó, chúng ta sẽ đi vào một cái chương trình, một cái bài còn khó nữa. Nên chúng ta cũng đang suy tư là không biết làm sao đây. Đi vô một cái đề tài lớn nữa, vô tới lộ trình tâm thì nó quá thật không có đơn giản chút nào. Để mà trình bày, tại vì ở đây mình học trên room đó, chứ không phải mình học trực tiếp ở ngoài. Học trực tiếp ở ngoài nó còn dễ, mình có thể mình có bảng, rồi mình ghi, rồi mình trực tiếp, mình nói đi nói lại nó dễ. Trên room này nó khó. Không thấy ai mặc như nào mình khó cái đó rồi, thì như vậy hôm nay chịu khó học lại vậy không gì đồng ý không cho biết đi, xin cho cái bông đi, đồng ý học lại cái bài từ rồi không phải từ rồi bài cảnh đó, cảnh đó. Đồng ý không? Ok sao thôi, ok mình ôn lại ha. Ngày hôm nay mình ôn lại chút này cho nó tốt. Nói học lại chứ cũng là gọi như cũng mới rồi nè. Thấy vậy chứ mình học lại cũng thấy nó mới rồi. Vậy nó khó quá mình cũng thấy nó mới rồi. Rồi sao thôi. Rồi trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau lãnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadami. Svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami. Supatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi. Sammā sambuddhamattulaṃ sasattham magaluttvaṃ avivādiyapāsissa avidhammattasanghaṃ. Con xin thành kính lãnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Tham Ma Dạ Bồ Tát. Cái bây giờ cũng còn có một cái vấn đề này nữa, mình muốn hỏi cô Kim Dung ha. Cái gì có nghe nói là Kim Dung có check cái cuốn sách đó, thấy có cũng sai nhiều lỗi chính tả hay sai nhiều cái gì đó, thì cô Kim Dung có thể nếu mà có điều kiện á, giúp giùm cho mấy người ở Việt Nam như Châu Nguyễn kia đó check lại coi sao, thì cái gì được hiệu đính lại chút xíu, mỗi người phụ người tay, còn chúng tôi thì bận quá không có thời giờ để hồi check lại thì chút của mình. Nhưng mà rất nếu nói nếu có gì mà trong có cái phần link, có cái phần mà để mình nghe lại đó, thì là nếu mình có ghi sai chính tả hay là sai vấn đề gì đó thì mình có thể nghe lại được. Nhưng mà nếu mà cô phối hợp được với Châu Nguyễn hay là Như Quỳnh gì đó để mà giúp cho tụi nó được hiểu đính lại được thì quá tốt, rất là xa thú. Bởi vì nghe nói cũng có nhiều cái lỗi chính tả này kia, hoặc là có ghi chấm phết lộn xộn gì đó. Thì nếu mà mỗi người một đóng góp một tay thì quá tuyệt vời. Bởi vì cuốn đó là cuốn số 1, rồi sẽ ra cuốn số 2 nữa.
Rồi câu số 2 tiếp tục, vì mấy đứa nó muốn làm cho nó hoàn chỉnh tốt đẹp để có nhiều phước báo. À, thành ra nếu mà cô giúp được tụi nó thì quá xa thú ha. Rồi, ok. À, bây giờ mời cô Quỳnh post cái bài, gì đó. Bài 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 đối tượng á, post tiếp cái phần sau để cho quý vị đọc được cái phần mới luôn ha. Được nhiều cái lạ lạ. À, nam mô Phật Thầy ạ. Dạ, nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, sa thú sa thú, kính cảm ơn huynh kinh đã gửi những học viên trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn sức trần đạo được kính hiệu. Dạ, huynh chỉ là góp ý để cho cái đạo tràng Phật giáo Nam Truyền càng ngày càng tươi đẹp hơn, càng trẻ trung hơn. Nên có đôi khi nhục huynh góp ý thẳng quá, nếu mà huynh và đạo tràng có cái điều gì thì không dưới thì cho Nhục Quỳnh sám hối. Dạ, và cái thứ hai nữa thì Nhục Quỳnh theo cái kinh nghiệm của Nhục Quỳnh, ví dụ như Quỳnh đọc bài thì ở trong lớp trong này thì có Nhục Quỳnh là ngu nhất đi, nói thí dụ vậy đi, dốt nhất, không phải là ngu mà dốt, thì Quỳnh đọc nói với lại Châu Nguyễn phải phớt đàng hoàng. Khi mà Quỳnh đọc Quỳnh cho phải phớt đàng hoàng, thì khi mà Châu Nguyễn đưa vô bài vở thì dễ thấy được những cái chỗ đó. Còn Nhật Quỳnh thấy Quỳnh đọc luôn một lượt, rồi coi như là người nào nghe, người nào chịu trách nhiệm về bớt bài, cứ lo đó bớt không có thấy phải bớt đâu hết. Thì khi mà đưa ra mà sách đó, thì nó có nhiều vấn đề. Dạ, Nhật Quỳnh thì thấy là như vậy. Mặc dù cuốn sách đó Nhật Quỳnh chưa từng đọc qua, nhưng mà Nhật Quỳnh cũng nghe có đôi điều, nhưng mà Nhật Quỳnh thì không có đọc nên Nhật Quỳnh không có góp ý gì hết, chỉ góp ý trên đạo tràng này thôi nha. Tại vì Nhật Quỳnh mong muốn rằng đây là tâm nguyện của Nhật Quỳnh, mong muốn những cái đạo tràng Phật giáo Nam Truyền càng ngày càng tươi, càng trẻ, càng đẹp hơn, không phải lão quá như Nhật Quỳnh. Tại vì Nhật Quỳnh thấy sự lợi ích của những ai mà vào được những cái rơm Phật giáo Nam Truyền thì rất là lợi ích. Thí dụ Nhật Quỳnh hơi mất thời giờ của đạo tràng một chút, thí dụ đi, trong rơm những rơm Phật giáo Nam Truyền, chẳng hạn như cái rơm của Sư Giác Đẳng mới mở thêm nữa vào buổi tối ở bên Tân này đi, thì ngài chỉ rõ ra vấn đề bệnh như thế nào và mình phải làm gì những cái căn bệnh này. Thực tế Phật dạy mình làm gì và thực tế hiện tại mình phải làm gì. Còn Nhật Quỳnh nghe, chắc Vinh cũng nghe và chắc đạo tràng cũng nghe, có nhiều chỗ người ta không có kể gì dịch bệnh hết, người ta vẫn cãi lệnh của chính phủ để người ta tụ họp lại cả ngàn người rồi lây bệnh tùm lum tà la đó. Nhật Quỳnh thấy tra những cái điều mà chỉ có một đấng siêu nhân nào đó, mình tới cái chỗ đó mình hội họp thì không có bệnh nào mà tới bắt mình hết. Chuyện này nó rất là vô lý nhưng mà cũng rất là nhiều người tin, nên đây là thật lòng. Nhật Quỳnh thấy Nhật Quỳnh học từ đời Đức Thế Tôn dạy, Nhật Quỳnh rất là lợi ích cho bản thân, và Nhật Quỳnh cũng đã chia sẻ cho con cái cháu của Nhật Quỳnh, nên Nhật Quỳnh là mong muốn. Tại sao Nhật Quỳnh góp ý? Nhật Quỳnh nói thật, trong này cũng có những vị đòi dạy riêng cho Nhật Quỳnh đó mà Nhật Quỳnh đâu có học đâu. Nhật Quỳnh nói thiệt, Nhật Quỳnh vào đạo tràng góp ý, Nhật Quỳnh học trong đạo tràng này, nên Quỳnh và đạo tràng khoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ, nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, bây giờ Nhật Quỳnh sẽ bốt tài Quỳnh vừa đưa qua. Lúc sáng thì Nhật Quỳnh thấy Quỳnh đó, nhưng mà trong rung rất là quá thâm bá, nhiều vấn đề quá nên Nhật Quỳnh không có biết em được cái bài mà Quỳnh đưa qua cho Nhật Quỳnh. Mà bây giờ Nhật Quỳnh bốt ở đây, nếu mà có sai gì thì Quỳnh nói cho Nhật Quỳnh chỉnh lại. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được xuống mic. Mến chào cho Nguyễn ngày giờ đọc. Dạ, nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sân Kha giá. Dạ. Dạ, con xin kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong đạo tràng. Dạ, con kính chào Thầy Kinh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ, con xin đọc bài hôm nay. Akusala ni chê quá nhà na quýt ba yút ta chá quá na ni chà tí lô quýt ta ra quát chi quát chi ta sắp bà lầm ba na ni những loại tâm bất thiện và những động tác ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra ku sa la ni che wa ban cha mat cha na sang kha ta ma phần nhà cú sa lần trà tí a ra hát ta mắt gá pha lá quách chí tá sắp bà lầm bá nà ní những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí. Thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Dạ, con xin có những âm thanh ồn quá, con xin đi chỗ khác. Dạ, con xin đọc tiếp ạ. Nhà ná sâm bá dút ta ca ma quá cha ra rí già chê quá rí già phình nhà quất thá bá nành chà tí sắp bá tha bí sắp bà lầm bá nà ní những loại tâm duy tác dục giới hợp trí. Loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. A rúp bê xú đú tí giá cha tút thà ní má hắc gá tà lầm bá nà ní xê xà ní má hắc Gata chích tà ni bá na sắp bà ni bí bành nhà bành nhát tà lâm bá na ni lô cút tà ra chích tà ni ni bà na lâm bá na ni tí những loại tâm thuộc vô sắc giới. Loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại, đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm, đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành cha quỳ xá bá rít tăng hí cha chích tà ni má hắc gát tê ê cá quý sa tí vô hà rê át thá nít bà na gô chá rê. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới. Trong mặt 23 tâm quả thuộc dục giới cộng 1 ngũ quan thức cộng 1 tiên tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại tâm thiện quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21 trong mặt 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. A la sa nành cha giá ta ná không vô biên xứ
Qua a kinh chanh nhà giá ta ná vô sở hữu xứ 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm cá xí ná 8 đến niết bàn. Quy sa nút ta ra mút tăng hí ác giá mắt giá phá lút chi tề bành chá sắp bát thá chắc chê tí sát tá thà tát thá săn gá hồ 20. Mười hai loại tâm bất thiện và tám loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng, ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Năm, bốn loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Áphinh nhà cú sa la chích tá liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả a la hán và sáu trong mặt bốn tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano đoà ra quách chá ná liên quan đến tất cả. Bốn, bá tí ru bá đê sá hoa sô chá. Năm, búp bê chá. Dạ, hay là câu hạnh phúc kinh số bốn. Dạ, con lại bá tí ru bá đê sá hoa sô chá. Búp bê chá cá tá bùn nhá tà. Tá sam ma bá ni thí chá ê tăng măng gá lá mút tá măng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Dạ, còn tiếp. À, dạ, như vậy hết rồi hả thầy. Dạ, con cảm ơn, con xin nhường mic lại cho người khác ạ. Xin trả bài ạ. Dạ, cảm ơn chị Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ, chị Meta cho biết tín hiệu nghe rõ. Akusala ni chê quá nhà ná viết bá viết tá chá quá nà ní chà tí lô khút cá rá quát chí tá sắp bà lầm ba nà ní. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Chị Nhật Quỳnh có đọc cái đối tượng siêu thế, chị Nhật Quỳnh có bóp bài được hay là chị Nhật Quỳnh rất mất rồi. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho bóp bài tiếp. Nhà ná sằng bá giúp tá
ca ma quá chá ra cú xá là ní chề quá bành chá mát chà ná sằng khà tam mặt tá má bình nhà cú xá lằng chà tí a ra hát tá mát mát giá phá lá quách khí tá sắc bà lầm bá nà ní những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nhà na sam ba yut ta ka ma quá cha ra kri già chề quá kri già bình nhà quất tha ba năng chà tí sắp ba thà bí sắp ba lằng ba nà ní những loại tâm di tác dục giới hợp trí, loại tâm di tác thông và tâm xác định, có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. A rúc bề xú bút tí giá chá tút thà ní má hấp giá tà lầm bá nà ní xê xà ní má hấp giá tá chít tà ní bá ná sắp bà ní bí bành nhà tà lầm bá nà ní lô cút tá ra chít tà ní ní bà nà lầm bá nà ní tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành cha vi sa ba ri tăng tâm hí chá chít tà ni ma hát gia tề e ca vi sa ti vô hà rê á thá ni bà na vô cha rê. Hai mươi lăm loại tâm liên quan đến những đối tượng đối tượng dục giới. 23 tâm quả dục giới cộng một ngũ quan thức, một tiếu sanh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại tâm thiện quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và di tác sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasa năng cha giá ta ná không vô biên xứ và akin chân nhà giá ta ná vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21 đến những khái niệm kasina 8 đến niết bàn. Visanut tara mút tâm hí át giá má át giá mát giá phá mút chi tề bằng chá sắp bát thá chát chề tí sắp tá thà tát thá sằng giá hồ. 20 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và di tác thuộc dục giới ly trí.
loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. Bốn loại tâm thiện dục giới, hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Abhinnya Kusala Citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6. Bốn tâm di tác dục giới hợp trí, tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano Dwara Vachana liên quan đến tất cả. Patiruba Desa Vasocha Búp Bề Chakata Punyata Punyata Atta Samma Bani Thicha E Tăng Mangalamuttama Mangalamuttama. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Dạ, dạ là hết bài hả chị Nhật Quỳnh? À, còn cái câu tiếng Anh nữa hả? Ame nape nape location having done good it in the past, sitting yourself up properly in life, high happiness. Dạ, hết bài hả chị Nhật Quỳnh? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Thức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, kính chào Chú Kinh. Dạ, con xin đọc bài ạ. Hôm nay con thấy bài khó. Dạ, con. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh hơi nhỏ. Dạ nghe chưa dạ cô? Nghe lớn chưa dạ cô? Dạ, con cảm ơn cô Đạt Lê. Cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ con xin đọc bài ạ. Akusala niche wanya naupayut tachawana nicha ti lokuttarawat chitasap bà lầm ba nà ni. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà nasam pajut taka ma wacha rakusala niche wapan chamat cha nasang kha Tamapinya kusalan cha ti arahat tamak gavalawat chitasappa lambana ni. Những loại tâm thiện dục giới, hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà na sam pa yut ta ka ma wa cha ra krit. Chú ơi, con không biết đọc cái chữ này nè chú. Cái chữ mà ka ma wa cha ra hay là wa cha ra chú?
chữ rít, chữ mà chữ k với chữ r, chữ rá luôn, cái đó là đoạn âm luôn hả chú? Chữ rá, cái đó đọc là đoạn âm hay là sao chú? Đọc là ra. Hoa Nguyên Trang rắc, rắc đọc là, vậy là trường âm nhấn hả cô? Rắc. Ok. Dạ con thấy cái chữ này nãy giờ con không biết đọc làm sao. Dạ con cảm ơn cô. Dạ cảm ơn chú Vinh. Kamawacharak Riya Chewariya Wakrita Wakya Finya Wok Thapan Nhan Cha Tisapatha Bisapa Lambanani. Những loại tâm duy tác dục giới, hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng các loại tâm siêu thế và siêu thế là Niết Bàn. Panchavi saparit tam hichachitta nimahagate ekavisati vo hare athanip bà nago cha rề. Hai mươi lăm loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới cộng một ngũ quan thức cộng một tiếu quan sanh bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại tâm thiện quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21, 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và di tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasa nhanchà yatana không vô biên xứ và akin chanh nhà gia tán á vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm cá xí ná, 8 đến Niết Bàn. Vì sa nút ta ra mút tầm hi ác ga mắc Gapalut chite banchasapat thachache tisat tatha tasangaho. Thế chữ này. Tatha sangaho. Mười hai loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí. Loại liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Năm, 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Apinya kusala chitta liên quan đến tất cả, loại trừ đạo và quả A-la-hán và 6. 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano-dwara vachana liên quan đến tất cả. Dạ xong hả cô? Dạ con, cái này là
hình như là số 4 của bài kinh bài kinh gì ta, Hạnh Phúc Kinh. Dạ đúng rồi, chỗ 38 hạnh. Dạ, câu số 4. Batiru bade sawa so chapappe charatapunyata attasamma pani thicha e tang mangalamuttamang. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Amenable location have been done good deeds in the past. Setting yourself up properly in life, highest happiness. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con nếu mà con đọc sai cái chỗ cái chữ hồi nãy con hỏi chỗ nào, giúp chú sửa cho con nha. Kính mong ông thầy sửa cho con ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con cảm ơn đạo tràng ạ. Con kính mời đạo tràng. Alo, alo, con nói đạo tràng nghe được không ạ? Dạ, con xin kính lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con xin kính lễ Ngài Trí Đức. Con xin kính chào Thầy Kinh cùng chị Nhật Huỳnh và các anh chị em ở trong đạo tràng. Dạ, trước hết con xin nói về cái cuốn Vi Diệu Pháp của bạn Châu Nguyễn. Dạ, thì trong đó bữa trước con có đọc thì con cũng có thấy là một số lỗi chính tả. Thì con cũng đã trao đổi sơ với bạn Nguyên Như. Và bây giờ nếu mà thầy Kinh nói như vậy thì con sẽ trao đổi thêm với bạn Châu Nguyễn ạ. Dạ. Với hôm nay đúng là vô thường. Ngày hôm qua cái mạng nó còn ổn định, còn từ tối hôm qua giờ mạng nó rất là lắc, thành ra là con cứ ra chạy vô hoài, nên là con xin sám hối với đạo tràng. Con xin được chị Nhật Huỳnh bốt bài lên giùm. Dạ, con xin đọc ạ. Akusala ni che wa nya na wit ba yut ta cha wa na ni cha ti lo kut Tarawajitasap bà làm ba ni. Những loại tâm bất thiện và những đồng tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ đối tượng siêu thế. Nhà na sam ba yu ta ka ma wa cha ra ku sa la ni che wa bành cha mách cha na sành khà ta ma phìn. Ta ma phìn nhà cu sa la cu sa lành cha ti a ra ha ta ma ga pha la wa chi ta sa ba lam ba na ni. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà na sam ba yu ta ka ma wa cha ra ri ya che wa ri ya phình nhà vô tha ba nành cha ti sa ba tha bi sa ba lam ba na ni. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Arubbe sudutiya chatut
tha ni ma ha ga ta lam ba na ni se sa ni ma ha ga ta chi ta ni ba na sa ba ni bi bành nhà ta bi ba bi bành nhà nhà ta lam ba na ni lo ku tarachita ni ni ba na lam ba na ni ni ti. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành cha quỳ sa ba ri tam hi cha chi ta ni ma ha ga te e ca quỳ ca quỳ sa ti vô ha re a tha ni ba na vô cha re. Hai mươi lăm loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, mở ngoặc 23 tâm quả dục giới, một ngũ quan thức, một tiếu sanh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại, tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21. Mở ngoặc 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và duy tắc của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasa nanh cha yatana không vô biên xứ và akin cha yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21 đóng ngoặc đến những khái niệm kasina 8 đến niết bàn. Visanut taramut tam hi ak gama gamak gafalut chite bành chas sap bat tha chak che ti sa ta tha ta tha sang ga ho. Hai mươi mở ngoặc 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tắc thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. Mở ngoặc 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Mở ngoặc Afinya Kusala Chitta đóng ngoặc liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán và 6 mở ngoặc 4 tâm duy tác dục giới, hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm Mano-duara Vachana liên quan đến tất cả. Dạ, con xin đọc kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Câu số 4. Pati ru ba de sa wa so cha bup be cha ka ta bun nya ta a ta sam ma ba ni thi cha e tang mang ga la mu ta mang. Ở chú xứ thích hợp, công thức, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Dạ. Dạ con ơi. Không đọc phần tiếng Anh ạ. Con xin cảm ơn chị Nhật Huỳnh rất nhiều ạ. Con đọc hơi vấp tại vì con đọc cái màn hình nó quá nhỏ, con nhìn chữ không rõ ạ. Với lại con cũng khả năng con cũng có hạn ạ. Con xin xuống mic, xin đạo tràng sám hối với đạo tràng ạ.
Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Metta, Siết Nguyên Trang đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép được đọc bài. À, cô Nhật Huỳnh ơi, con có thể kéo bài con đọc và cô nghỉ ngơi chút xíu đi. À, con thấy cô post nhiều quá. Con có thể con kéo con đọc được ạ. Con sa thú cảm ơn cô ạ. Akusala niche wanya na wipayutta chawana niche tilo kutarawat chisappa làm bá nà ni. Những loại tâm bất thiện và những động tác ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Con xin hỏi để ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Dạ đúng rồi. Nhà na sam ba yut ta ka ma vachara ku salani che va pancha matra na sankha ta ma vinya ku salan cha ti arahata ma ga pha la vach chita sabba lambana ni. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền có tất cả những đối tượng ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nya na sambayutta kama vacara kriya che va kriya vinya vatthapanam jati sappathapi sappalambanani. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. À, Rupe Suduti Yachatuthani Mahagata Lampanani Sesani Mahagata Chittani Panasappa Ni Sappa Ni Bipan Nyatta Lampanani Lokuttara Chittani Nippana Lampanani nè ni tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đạo đại, đối tượng của tất cả những loại tâm thiền, còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Bành cha vi sa parit tâm hi cha tí citta ni mahagate ekavisati vohare athanipa nagochare. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới, 1 ngũ quan thức, 1 tiểu sanh tâm bằng 25, 6 đến những đối tượng đạo đại tâm thiện, quả và hạnh của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21, 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasan, akasa, nancha yatana, không vô biên xứ và akin chanh nhà giá tá ná vô sở hữu xứ bằng 15 cộng 26, 15 cộng 6 bằng 21.
đến những khái niệm cá xí ná, và 8 đến niết bàn. Quy sa nuttaramut tam hi apgamap gaphalucite banchasappatha chacche tisatta tha tathasangaho. 20, 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5, 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Avinya kusala citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6, 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano-dvara-vajjana liên quan đến tất cả. Kinh 18 Pháp Hạnh Phúc. Atiru-pa-de-sa-va-so-cha-bup-pe-cha-ka-ta-pun-nya-ta Atta-sam-ma-pa-ni-thi-cha-e-tang-mang-ga-la-mut-ta-mang. Trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Amenable location, having done good deeds in the past, sitting yourself properly in life, highest happiness. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Con xin phép được xuống mic ạ. Mến chào Thanh Thủy, mến chào Tâm Phương, bàn tay quý vị ở đâu rồi? Dạ, kính cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn chào Nguyễn. Dạ, bàn tay quý vị đâu rồi? Bàn tay đẹp quá, giấu mất tiêu rồi, Tâm Phương ơi. Dạ, mời Tâm Phương. Dạ, Nam Mô Bất Thai Giá, Nam Mô Tham Mai Giá. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã đi tìm. Dạ, tự vì mình đọc dở quá cho nên chứ không có dám hôm nay có thầy kinh nữa, sợ quá. Thôi để đọc lại đi, có chị thầy sửa. Dạ, chị bắt đầu chỗ nào đây không biết nữa. Oh my god, xa đi hả cô? Hello. Dạ, có phải là cái chỗ akusa la ni che qua na qua nhà na quy pa yut ta cha qua na ni cha ti lo kut ta ra qua chi ta sap ba la ba na ni. Những cái loại tâm bất thiện và những cái động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những cái đối tượng siêu thế. Nhà na sam pa chút ta ka ka ma wa cha ra ku u sa la ni che wa pen cha ma cha na sanh kha ta ma vinya kusa lang lan jati arahat ta magappa pala wacita sappa lang pa ni. Những cái loại tâm thiện dục giới hợp trí
với thắng trí, thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những cái đối tượng ngoại trừ A-la-hán, A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhana sampajutta kama vacca rakhi ra ri cha che wa kiya kinya vutha pa nhan chati cha ti sap pa ta vi sap pa lang pa na ni. Những cái loại tâm duy tác hợp ý, tâm duy tác thông và tâm xác định, có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Rupe su duti ya cha tutha ni mahagata lang ba na ni se sa ni mahagata chita ni ba na sapa ni pi panya ta ta lang ba ni ba na ba na ni lo kutta rati ta ni ni ba na lang ba na ba na ni ti. Trong những cái loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những cái đối tượng đáo đại, đối tượng của tất cả những cái loại tâm thiền, còn lại là những cái khái niệm đối tượng của các loại tâm siêu, thế là Niết Bàn. Bành cha quy xà bát ba ri tăng hi cha ri tita ni ma ha gat te e quy cha ti vô ha re at ha ni pa nak nako cha re. 20 loại tâm liên quan đến những cái đối tượng 23 DG 23 tâm quả thuộc dục giới cộng với một ngũ quan thức cộng với một tiếu sanh tâm bằng 25. 6 đến những cái đối tượng đáo đại tâm thiện quả và hành của nhị thì thiền và tứ thiền vô sắc. 21 15 tâm thiền sắc giới và những cái tâm thiện quả và duy tác của sơ thiền và tâm thiền vô sắc giới. Akasa nhanh cha ya ta na không vô biên xứ và akin chanh nha ya ta na vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21 những cái khái niệm kasina 8 đến Niết Bàn. Vi san nut ta ra mut ta hi at gam ma gap pa lu chi te pan cha sap pa tha cha se ti sa ta tha at tha san ta ho. 20 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những cái đối tượng siêu thế. 5 4 cái loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Appinya kusala citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả. A-la-hán và 64 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano-wa-ra-wa-cha-na
liên quan đến tất cả. Bati dù ba đề xà quá sô chấp về chắc chắc cả ta buồn nhà ta atha mà atha sam mà bani cha e ta mằng galamut ta mằng ở trú xứ thích hợp công đức trước và làm chân chính hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Dạ, câu tiếng Anh con biết. Trước hết thì con xin cảm ơn Nhật Huỳnh đã động viên để cho con lên con học. Chứ thật ra là giống như là Ngài Dưới Đức nói là con chỉ biết kệ thôi chứ chưa có biết đọc nhiều. Thì bây giờ có những cái chỗ nào mà sai xúc á, thì con kính Thầy Kinh giúp giùm cho con để cho con có phương tiện để con đi học. Dạ, sa thứ con xin nhường biết lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ, cảm ơn Tâm Phương. Nhật Bình réo gọi mà Tâm Phương cũng đọc bài, mà Nhật Bình bớt từ từ cho Tâm Phương đọc. Tâm Phương đọc thôi, Nhật Bình không biết Tâm Phương đọc ở đâu, nên thôi Nhật Bình nín thinh luôn, ngồi im ru luôn, không biết bớt sao nữa, thôi để cho Tâm Phương tự kéo xuống đọc. Xin lỗi Tâm Phương nha. Dạ, chứ hãy mà Nhật Bình thường, Nhật Bình cứ đẩy quý vị lên đi cho nghe tín hiệu đàng hoàng, là Nhật Bình sẽ bớt bài lên. Thì Tâm Hương cứ nhìn vào đó mà đọc. Còn Nhật Quỳnh không có dám mà hết nhiều nữa. Nhật Quỳnh ngắn ra vậy đó để cho quý vị dễ đọc nha, mà không biết Tâm Hương đọc đâu nữa. Nên thôi, ngồi im ru luôn. Dạ, nó mơ bữa thai giá. Sú Kha, Đu Khá, cầm mít được không? Niệm Từ ơi, Niệm Từ cầm mít được không? Alo, alo, quý vị nào cầm mít được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh bót bài lên cho quý vị đọc. Thanh Thủy đâu rồi? Rồi, mời Niệm Từ nha. Thấy có tín hiệu rồi, mời Niệm Từ. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Dạ con không thấy Sư Pháp Trang. Con kính lễ Sư Pháp Trang. Dạ con kính chào đạo tràng. Bài khó quá, Niệm Từ trốn mà Sức Nhật Quỳnh gọi biết. Dạ thì Niệm Từ cũng thử đọc. Bài. Akusala Niche Wa Nhà nâu viếp ba yut ta cha wa na ni cha ti lo kut ta ra vắc chi ta sát ba lam ba na lam ba na ni. Những lời tâm bất thiện và những động tác ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà ná sâm bá giúp tá ca ma quá chá ra cú xa xá là ní chê quá bành chá mắt chà ná sẵn khà tá ma phình nhà cú xá lăng chà tí a ra ha tá mắt gá phà lá quá chí tá sắp bà lầm bá nà ní. Những loại tâm thiện, dục giới, hợp trí và thắng trí, thông gọi là ngũ thiền, và tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà ná sam bá yút tá khà mà quá chá rá khí già chê quá khí già phình nhà út thá bá năng cha tí sắp ba thà bí sắp bà lầm ba nà ní. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp.
Arupe su dutiya cha tuthani mahagata lambanani sesani mahagata cittani banasappani bi banyata lambanani lokuttara cittani nippana lambanani ti. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đài. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành chá quý xà, bá rít tầm hí, chá chít tà ní, má hắc. Cá tề, ê cá quý xà tí, vô hà rê, ắc thá, níp bà, na gồ chá rê. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới. 23 tâm quả thuộc dục giới, cộng 1 ngũ quan thức, cộng 1 tiếu sanh tâm, bằng 25. Sáu đến những đối tượng đáo đại tâm thiện, quả là hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21, 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasanan cha yatana không vô biên xứ và Akinchana Yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm Kasina 8 đến Niết Bàn. Isanuttaramut tamhi Agamak Gapalut Chite Bancha Sap Bát tha chắc chê tí sắc tá tha tắc tha sằng gá hồ. Loại tâm 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. Bốn loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Avinya Susala Chitta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và sáu, bốn tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Manotvara Quốc chá ná liên quan đến tất cả. Hết rồi hả xin? Dạ, số 4, hạnh phúc kinh. Bá tí ru bá đê xá, hoa sô chá, bức bề chá cá tá bùn nhá tà, ác tá sầm mà. Ba ni thi chá ê tăng măng gá la mút tam măng. Ở trú xứ tích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng từ tâm là phúc lành cao thượng. Amenable location have been done good death in the past, setting yourself up properly in life, highest happiness. Yeah. Con đổ mồ hôi tai luôn. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Con phải đọc sai. Thầy kinh sửa lại giùm con. Dạ, con xin trao mít lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú. Kính cảm ơn, xin niệm từ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn chị Metta, cảm ơn Châu Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được trả bài. Dạ, nhưng mà bây giờ mắt nó đã
đã sâu sâu rồi. Dạ. Cảm ơn Nguyên Trang. Akusala ni che qua nhà na vit ba yut ta chan qua na ni cha ti lo kut parawat kita sap ba lam ba na ni. Những nội tâm bất thiện và những động tác ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà na sam ba yut ta ka ma qua cha ra kut la ni che qua ban cha mat cha na san kha tam phin nhà cứu sa lần cha ti arahat tam mắt gặp halawat kita sat ba lam ba na ni. Những nội tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền có tất cả những đối tượng ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra kỳ ra kỳ ya che ta wa kỳ ya phin nhà vot tha ba nan cha ti sap ba tha vi sap ba lam ba na ni. Những loại tâm di tác dục giới hợp trí, loại tâm di tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Arubbe suk dutiya chatutthani mahap gata lambana nise sa ni mahap mahap gata chitta nibbana sabba nibbik banya ta lambana ni lokuttara chitta nibbana lambana ni ti. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn gọi là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành cha quỳ sa ba rít tâm hi chắc chi ta ni ma hát gá tê e ca quý ta si e ca quý sa ti hà rê a thanh ni bà na gô cha rê. 25 nội tâm liên quan đến những đối tượng dục giới. Thiệt tình là Nhật Quỳnh muốn sửa cái chữ này lắm á Quỳnh, mà Nhật Quỳnh không kịp hỏi Quỳnh nên đành để cái chữ theo Quỳnh cho mà hạ tiện gì. Có mấy chữ không chịu gõ hết không biết nữa ha. Mở ngoặc 23 tâm quả thuộc dục giới. 1 cộng ngũ quan thức, 1 cộng tiếu sanh tâm bằng 25, đóng ngoặc. 6 đến những đối tượng đáo đại tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21 mở ngoặc 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasa nan cha jatana không vô biên xứ và akinh chanh nha jatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21 đóng ngoặc. Đến những khái niệm kasina. 8 đến niết bàn. Quỳ sa nuốt ta ra muốt tầm hi at ga mắt ga pha luốt chi tề bành cha sắp bát tha chát chề tí sát ta thà tát tha sàng ga hồ. 20 mở ngoặc 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí đóng ngoặc. Loại tâm liên quan đến bất loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5 mở ngoặc 4 loại tâm thiện dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới apinya kusalakitta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả a la hán. Và 6 mở ngoặc 4 tâm di tác dục giới hợp trí tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano dvara vacchana liên quan đến tất cả
38 điều hạnh phúc. Điều thứ tư, Patirupa đề sa quả sơ cha búp bê cha cách ta buồn nha ta áp ta sầm mà ba nề thì cha ệ tăng măng ca la muốt ta măng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, xin tha cho Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh biết tiếng em không biết tiếng Anh. Dạ, xin hoan hỷ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, đạo tràng. Còn vị nào được không? Còn vị nào đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên không? Dạ, nếu không thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Kinh. Dạ, kính mời Quỳnh Kinh trở lại đạo tràng để cho chương trình học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, kính mời Quỳnh. Rồi, xa thứ, dạ, rất là hoan hỷ ha, ai đọc cũng giỏi hết à. Kính thưa quý vị, dạ, kính lễ chư Phật Đức Tăng, dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Bây giờ bắt đầu chúng ta bước vào bài học, mình ôn lại ha, ôn lại 21 cảnh, tức là mình ôn lại từ cảnh thứ nhất. Bắt đầu chúng ta sẽ học kỹ lại một xíu. Thì trước học bài này thì khó, bài này hơi khó. Rồi, giờ chúng ta bắt đầu học lại cái cảnh từ trong cái cảnh này. Bữa chúng ta phân ra làm thành 6 nhóm ha. Thì giờ mình nhóm A từ 1 đến 7. Mình học nhóm A từ cảnh 1 tới cảnh thứ 7 ha. Nhóm A từ 1 đến 7. Trong quyển Boss là cái bài cũ lên để cho quý vị dò theo học mà. Rồi, 1 đến 7. Rồi, giờ mình học từ 1 đến 5 trước. 1 đến 5 là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, đó là 1 đến 5 ha. Thì trong 5 cái cảnh này chúng ta thấy là nó có, thứ nhất là cảnh sắc, tức là cảnh mà nó mang một cái giống như là một cái màu sắc cho nó có cái màu, có cái sắc ha, thì được gọi là cảnh sắc. Cảnh thinh là thuộc về âm thanh, cảnh khí là thuộc về mùi, và cảnh vị thuộc về những cái gì mà nếm được. Cảnh xúc là sự xúc chạm, thì nó có 5 cái cảnh này thuộc về cảnh ngoại, bên ngoài ha. Thì 5 cái cảnh này nó có những cái tâm mà nó có thể biết được và bắt được cái cảnh này nhất định hay là không nhất định. Và trước tiên là bắt biết cảnh nhất định thì nó có 2 tâm. Là nói 2 tâm tức là mỗi một cảnh có 2 tâm, tức là cảnh sắc thì nó có 2 tâm và 2 tâm nhãn thức. Cảnh thinh nó có 2 tâm nhĩ thức. Cảnh khí nó có 2 tâm là 2 tâm tỷ thức. Cảnh vị nó có 2 tâm là 2 tâm thiệt thức. Cảnh thân nó có, cảnh xúc nó có 2 tâm là 2 tâm thân thức. Thì như vậy mỗi một cái cảnh nó có 2 loại tâm có thể biết được. Ví dụ như 2 tâm nhãn thức đi là cảnh sắc. Ha, cảnh sắc biết được là 2 tâm nhãn thức này nó biết được cảnh sắc. Là tâm nhãn thức, thứ nhất là nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, hoặc là nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Thì hai cái tâm này là nó biết được cảnh sắc và nó biết duy nhất chỉ có cảnh sắc thôi. Tức là cái nhãn thức này nó hai nhãn thức này nó chỉ biết duy nhất có cảnh sắc thôi. Nó không biết được cảnh thinh, không biết được cảnh khí, không biết được cảnh vị, không biết được cảnh xúc và không biết được cảnh pháp. Thì như vậy được gọi là biết cảnh nhất định thì nó có hai tâm. Hai tâm nhãn thức thì biết cảnh nhất định là chỉ nó chỉ biết được cảnh sắc. Rồi, hai tâm nhĩ thức, hai cái nhĩ thức thì nó biết được cảnh của nó là cảnh thinh, tức là về âm thanh. Thì nhĩ thức này nó chỉ duy nhất biết được âm thanh, không biết gì khác ngoài nó. Như vậy là được gọi là biết cảnh nhất định là cảnh thinh, và nhĩ thức chỉ biết được cảnh thinh là nhất định. Rồi, tỷ thức là biết cảnh khí. Và tức là tỷ thức này nó chỉ duy nhất nó biết được cái cảnh khí thôi, tức là cái mùi cái gì nó vô luôn trong cái lỗ mũi mình đó, nó tiếp xúc lỗ mũi mình đó. Thì tỷ thức nó sanh lên nó biết được chỉ duy nhất có cảnh khí mà thôi, nó không biết được cảnh thinh, nó không biết được cảnh sắc, nó không biết được cảnh vị, không biết được cảnh xúc, nó duy nhất chỉ biết được cảnh khí. Cho nên thiệt thức được gọi là biết cảnh nhất định, được gọi là duy nhất biết cảnh nhất định. Rồi thân thức cũng vậy, nó chỉ biết được cảnh xúc, nó không biết được cảnh thiệt, cảnh khí, cảnh vị, cảnh sắc, cảnh thinh, nó không biết được, mà nó chỉ biết duy nhất có cảnh xúc. Cho nên hai cái cặp này, mỗi một cặp đó, thì như vậy là có 5 cặp nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân.
thì mỗi một cặp nó biết một cảnh, mỗi một cặp nó biết một cảnh, mỗi một cặp nó biết một cảnh riêng của nó. Thì như vậy từ cảnh thứ nhất đến cảnh thứ năm biết cảnh nhất định có hai tâm, đó là hai tâm là nói riêng từng cái đó, đó là mỗi một cái hai tâm vậy đó. Thì như vậy được gọi là cảnh tâm biết được cảnh nhất định từ thứ nhất đến thứ năm. Quý vị nắm được chưa? Để giảng lại ha, quý vị nắm được ha? Nắm được cho biết đi. Alo. Được chưa? Qua được chưa? Rồi, như vậy là biết cảnh nhất định. Rồi giờ tới biết cảnh bất định. Tức là nó biết cảnh bất định, tức là nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Và ngoài ra nó biết được nhiều cảnh khác nữa thì được gọi là biết cảnh bất định. Nắm được ý nghĩa cái chữ bất định này chưa? Tức là không có nhất định phải biết một cảnh, mà nó biết được những cái cảnh đó, ngoài ra nó còn biết được những cảnh khác nữa. Tức là cảnh sắc nó cũng biết, cảnh thinh nó cũng biết, cảnh khí cũng biết, cảnh vị cũng biết, cảnh xúc cũng biết, cảnh pháp nó cũng biết luôn, và nó biết luôn. Như vậy nó biết được cả sáu cảnh. Thì như vậy gọi là biết cảnh bất định. Thì giờ biết cảnh bất định này, người ta cho mình biết rằng là có 46 tâm, là 44 tâm dục giới, trừ cái ngũ sanh thức. Ngũ sanh thức là năm cái nãy đó, tức là năm cái trên mình học mới vậy thì đó, hai nhãn thức, hai nhĩ thức, hai tỷ thức, hai thiệt thức, hai tăng thức, và trừ cái ngũ sanh thức ra, tức là tâm dục giới thì chúng ta học có 54 tâm dục giới, nhưng mà giờ chỉ lấy được có 44 tâm dục giới trừ cái ngũ sanh thức mới vừa học xong. Thì như vậy còn là 44 tâm dục giới. Biết cảnh sắc thinh thân vị xúc nhưng mà bất định, tức là nó còn biết ngoài ra cảnh năm cảnh đó nữa, và hai tâm thông, tức là hai cái ngũ thiền và thông á, thì hai cái tâm này thì nó là thuộc về thần thông nè, thì nó biết tùm lum tà la ha. Thì như vậy 44 tâm dục giới nó có thể biết được năm cảnh, tức là từ số 1 đến số 5, và ngoài ra nó còn biết được cảnh pháp nữa, nó biết được cảnh ngoài năm cảnh đó nữa. Thì như vậy được gọi là biết cảnh bất định, tức là không có nhất thiết là phải biết một cảnh, mà nó biết được cả sáu cảnh luôn, thì được gọi là biết cảnh bất định. Đó được chưa? Rồi bây giờ mình xuống mình phân ra. Bây giờ 46 tâm là 44 tâm dục giới. 44 tâm dục giới gồm những tâm gì? Bây giờ ghi ra, ghi ra post lên lại cái đó là. Nó bắt lại. Rồi, ok, bắt lên từ từ ha. Bây giờ 44 tâm dục giới nè là 12 tâm bất thiện, đúng không? 8 tâm vô nhân là gì nữa? 24 dục giới tịnh hảo. Nghĩ thiếu rồi đó, thiếu một cái rồi. 12 tâm thiện, 8 tâm vô nhân, 24 dục giới tịnh hảo. Rồi đúng rồi ha. Rồi giờ mình lấy cái 12 tâm bất thiện ra, mình lấy 12 tâm bất thiện bỏ xuống. Bây giờ 12 tâm bất thiện này á, tức là gồm những gì? 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si là 12 tâm bất thiện, đúng chưa? Thì 12 tâm bất thiện á, nó vừa bắt được cảnh từ cảnh thứ nhất tới cảnh thứ năm, tức là nó bắt được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và nó bắt luôn cảnh pháp nữa. Nó bắt luôn cả cảnh pháp luôn. Thì như vậy 12 tâm bất thiện này vừa bắt được cả năm cảnh, mà nó vừa bắt luôn cảnh pháp luôn. Bởi vì sao? Ví dụ như giờ mình thấy cảnh sắc đến, ví dụ cảnh sắc đến mình mắt mình nó thấy, thì cái tâm nhãn thức cái sao là nó biết được cảnh sắc đó. Thì sau đó nếu mà cảnh đẹp thì cái tâm tham nó sinh khởi. Thì như vậy tâm tham biết được cảnh sắc, đúng không? Tâm tham nó biết được cảnh sắc. Nếu là âm thanh thì tâm tham nó biết được cảnh thinh. Nếu là cái mùi vị thì tâm tham nó biết được cái mùi vị. Nếu là cảnh xúc thì tâm tham nó biết luôn cả cảnh xúc. Và nếu mà không có năm cảnh này đó, tức là không có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà nó có cảnh nội phần, tức là cảnh bên trong đầu, mà nó cảnh như trong đầu mình hiện lên hình ảnh này, hình ảnh kia, hoặc là cái ý nghĩ này kia, thì tâm tham nó sanh, nó cũng biết luôn cả cảnh pháp luôn. Thì như vậy được gọi là 12 tâm bất thiện này vừa biết được cả năm cảnh, mà vừa biết luôn cái cảnh pháp ngoài năm cảnh ra luôn. Nó tùy theo cái vấn đề mà cái lộ trình tâm nó sanh khởi. Bây giờ nắm được này không? Tức là 12 tâm bất thiện vừa biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Tức là nếu mà cảnh đẹp thì tâm tham nó sẽ lên, nó biết.
không có được cảnh xấu, làm sân nó sanh lên nó biết. À, thì như vậy những cảnh này, năm cái cảnh này thì 12 tâm bất thiện nó biết được. Rồi nếu mà không có năm cảnh này, chẳng hạn như mình ngồi thiền đi, ngồi thiền mình nhắm mắt ngồi thiền, liên duyên duyên cái cảnh trong đầu hiện hiện lên, cái khoái thấy cảnh đẹp trong đầu hiện cái tâm mình khoái. À, thì như vậy là chúng ta bắt được cảnh pháp bên trong nội phần, thì tâm bất thiện nó vẫn bắt được. À, thì nó ngoài năm cảnh này ra, nó vẫn bắt được những cái cảnh ngoài cái này ra. Đó là cái vấn đề tại sao được gọi là không nhất định là cái chỗ này. Tức là nó vừa bắt được cả từ số 1 đến số 5, và nó bắt được cái ngoài năm cảnh đó ra luôn. Thì như vậy được gọi là bắt cảnh không nhất định. Rồi nó biết cảnh này không nhất định. À, thì khi mình hiểu được cái này đó, thì mình đi vô pháp hành mình sẽ thấy vấn đề nó rõ ràng lắm. À, ví dụ như mình ngồi thiền, thì khi mình thở vô, cái sự xúc chạm nó đụng vô, thì lúc đó cái thân xúc nó biết. À, cái đụng vô lỗ mũi mình nó là chỉ có thân xúc biết, nhưng mà cái tâm mình có cái sự ghi nhận thì nó qua luôn và thuộc về cảnh pháp. À, thì lúc đó gọi là những cái loại tâm thuộc về dục giới nó bắt. À, những cái tâm thiện, ví dụ mình có niệm thì nó thuộc thiện dục giới, 24 thiện giới nè, thì nó bắt được cảnh đó. Thì như vậy là 12 tâm bất thiện vừa bắt năm cảnh, bắt luôn cảnh pháp. 8 tâm vô nhân cũng vậy. À, tức là 3 ý giới bắt năm cảnh tùy theo. Tức là sao? 3 ý giới là gồm tâm gì quý vị? 1 kháng ngũ môn, 2 tâm tiếp thâu. À, kêu là 3 ý giới. 3 ý giới nó bắt năm cảnh. À, nó bắt cảnh sắc cũng có, nó bắt cảnh thinh cũng có, nó bắt cảnh khí cũng có, nó bắt cảnh vị cũng có, nó bắt cảnh xúc cũng có. Thì vậy 3 ý giới này nó bắt năm cảnh, một với năm nó cũng bất định, nó tùy theo. Để mà cảnh sắc nó lên thì kháng ngũ môn nó sanh khởi, nó bắt cảnh sắc đó. Nhưng mà nếu mà cảnh thinh nó sanh khởi thì kháng ngũ môn nó cũng sanh lên, nó cũng bắt cảnh thinh đó. Nếu là cảnh khí nó sanh khởi thì kháng ngũ môn nó sanh lên, nó cũng bắt cảnh khí. Nếu mà cảnh vị sanh khởi thì kháng ngũ môn nó sanh lên, nó cũng bắt cảnh vị. À, tức là nó mở đường cho cái lộ tâm diễn tiến. Thì như vậy kháng ngũ môn có khả năng biết được một trong năm cảnh này, chỉ một cái tâm đó thôi nó có thể biết được cả năm cảnh này. À, tùy theo lúc mà sanh lên cái nào thì nó bắt cái đó. Thì như vậy được gọi là kháng ngũ môn biết cảnh cảnh là bất định. À, thì kháng ngũ môn biết như vậy được thì tiếp thâu nó cũng vậy. À, thì khi mà cảnh sanh lên, ví dụ như giờ một cảnh đẹp lên sanh lên, thì trước khi mà nhãn thức sanh khởi đó thì kháng ngũ môn nó sanh lên trước để nó mở cửa, mà nó đón đường cho cảnh nó đi vô trong đầu của mình đó. À, thì nó vô xong đó, thì nhãn thức mới sanh khởi, rồi tiếp theo là tiếp thâu. À, nó mới thâu cảnh nó vô. Thì như vậy cái tâm tiếp thâu này, tâm thứ nhất, tâm hai, tâm tiếp thâu đó, bất thiện như thiện thì nó sẽ bắt cái cảnh sắc. À, nó biết được cảnh sắc. À, tức là nó biết được cảnh sắc lọt. Rồi nếu là âm thanh thì nó tiếp thâu cảnh thinh. Nếu là mùi hay vị thì nó biết được mùi vị. Nếu là xúc thì nó biết luôn mùi xúc. Thì như vậy ba cái ý giới này nó biết luôn được cả năm cảnh. Nhưng mà tùy theo, tức là lúc này, lúc kia, lúc này, lúc kia. À, lúc cảnh nào lên nó bắt cảnh nào. Thì như vậy ba ý giới này cũng thuộc về biết cảnh, nhưng mà không có nhất định như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, văn thức. À, mà nó biết tùy theo lúc này, lúc khác, lúc nào khác. À, có giảm được chưa? Tất cả ngũ môn biết chưa? Rồi. Ok ha, xà thú ha. Rồi tới ba cái quan sát, tới ba cái tầm quan sát. À, tức là tầm quan sát, tức là khi mà tiếp thâu cảnh vô, tức là cảnh sắc hay cảnh thinh hay cảnh khí hay là cảnh vị hay cảnh xúc, thì một trong năm cảnh này sanh lên thì tiếp thâu vô rồi quan sát, mình phải sanh lên để nó quan sát cái cảnh đó. Thì như vậy ba cái quan sát này nó biết được cả năm cảnh này luôn. À, nó tùy theo cảnh nào sanh lên nó biết được cả năm cảnh này, và nó biết luôn cả sáu cảnh thứ sáu nữa, tức là nó biết luôn cảnh pháp luôn nữa. À, tức là ba cái tâm quan sát này nó biết luôn cảnh pháp được. Nếu mà cái ba quan sát này nó làm cái việc là na cảnh hay là nó làm cái việc tục sinh thì nó biết luôn cảnh pháp luôn. À, thì như vậy ba cái quan sát này nó bắt được cả sáu cảnh. À, nó bắt được cả sáu cảnh, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và luôn cả cảnh pháp luôn. Thì như vậy ba cái tâm quan sát này biết được không những năm cảnh từ số 1 số 5 mình đang học, mà nó biết luôn cái cảnh ngoài nó ra ra. Thì như vậy được gọi là ba cái quan sát này biết cảnh không nhất định, tức là biết từ 1 tới 5 nhưng mà không nhất định. Bởi vì nó còn biết vượt ra ngoài cái đó nữa. À, tức là ba quan sát biết bắt cảnh là bất định là chỗ đó.
Quý vị hiểu trong bài chuyện này chưa? Hiểu quan sát rồi chưa? Được, ha? Rồi tới kháng y môn. Kháng y môn cũng vậy, kháng y môn bắt được cả sáu cảnh luôn. Bởi vì kháng y môn là thuộc về lộ ngũ, thì kháng y môn nó làm là việc là xác định cảnh. Ví dụ như cảnh sắc sanh khởi thì lúc đó kháng y môn nó xác định được cảnh sắc đó. Rồi bạn cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Nhưng mà nếu mà không có năm cái cảnh này thì nó thuộc về lộ ý. Thì kháng y môn cũng làm việc là bắt cảnh thuộc về nội phần, tức là cảnh pháp. Thì như vậy kháng y môn biết được cả sáu cảnh luôn. Đúng rồi chưa? Bắt được cả sáu cảnh. Đúng rồi, xa thấu ha. Rồi tới ưng cúng vi tiếu, thì ưng cúng vi tiếu là tâm của bậc a la hán. Khi mà vị a la hán thấy những cái cảnh này cảnh kia, thấy nghe ngửi nói hoặc gì đó, hoặc là thấy luôn cảnh pháp luôn, thì ưng cúng vi tiếu là bắt luôn được cả sáu cảnh. Cái này dễ hiểu không? Ưng cúng vi tiếu bắt được cả sáu cảnh luôn thì nó được gọi là biết cảnh không nhất định. Rồi tới hai tâm thông, thì hai tâm thông mình khỏi nói không, hai tâm thông thì biết được cả sáu cảnh luôn rồi. Thông thì biết được là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông nữa thứ, thì hai tâm thông này biết được cả sáu cảnh. Rồi cái này là nắm được ha, là một tới năm nắm được ha, thì tổng cộng là biết cảnh nhất định và biết cảnh bất định, thì khi mình tổng cộng lại được nó có là 48 tâm, là như vậy, tổng cộng là 48 tâm. Và là từ số 1 tới số 5, là vừa nhất định mà vừa bất định, có tất cả là 48 tâm biết. À, biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và ngoài ra biết được cả cảnh pháp luôn. Thì như vậy vừa cảnh nhất định và vừa bắt cảnh là bất định, có tất cả là 48 tâm tất cả. Thấy nó vậy, nhưng mà mình để ý xíu, mình chỉ cần mình hiểu thôi là mình nắm được cái bài. Rồi quý vị nắm được không? Nắm được không cho biết, mình qua cái bài 1 tới 5 rồi đó. Nắm được hết ha. 48 cộng là có phải 48 không? 48 tâm. Hiểu hết không? Hiểu hết cho cái dấu hiệu gì cho cái bọc, cho cái 46 gì vậy? Nhớ 48 mà cộng lại coi. Ai da, hãy coi lại nha. Rồi, không lộn người ta. Không nhất định là 46 rồi. Rồi nhất định 28 nữa. Nhất định 28 là 48. Cộng luôn nhất định và không nhất định mà. Thì tổng cộng có 48. Không nhất định là 46 tâm. Đúng chưa? Cộng 2 tâm nhất định là biết được cảnh sắc thinh cái vị xúc. Đó, đúng rồi đó, là 48. 44 tâm dục giới nè, cộng 2 tâm thông là 46. Đúng không? Cộng 2 tâm biết cảnh nhất định nữa là 48. Thì nó đã nói là vừa nhất định mà vừa bất định nữa mà. À, thì như vậy là mình có là 48 tâm tất cả. Đúng không? Còn chung hết nguyên một cái bài đó, nguyên cái bài từ 1 tới 5 á, thì nó có tất cả 48 tâm. Bất định cũng có, mà nhất định cũng có. Cộng chung lại là 48 tâm tất cả. Total. Hiểu rồi không? Ok. Rồi, cô Nhật Quỳnh hiểu không? Cô Meta sao rồi? Quý vị sao rồi? Cho biết đi. Cô Nhung sao rồi? Alo. Cô Niệm Từ hiểu không? Chánh Tâm hiểu không? Cho biết đi. Rồi. Hiểu không? Nguyễn Trang hiểu không? Nguyễn Trang hiểu chưa? Ok ha. Cô Nhật Quỳnh ok ha. Rồi qua được không? Qua được cái kế tiếp không? Hay là sao? Được không? Rồi qua được ha. Rồi ok. Rồi qua tới số 6. 1 tới 5 giờ cảnh số 6 là cảnh ngủ. Cảnh ngủ. Bên giá rầm má ná. Tức là 5 cảnh trên gom lại đó. Cảnh ngủ là 5 cảnh gom lại. Rồi post cái bài số 6 lên, cái cảnh số 6 lên.
bỏ lên. Là cảnh ngũ, tức là năm cảnh gom lại, tức là năm cảnh trên đó, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, gom năm cảnh này lại gọi chung là gọi là cảnh ngũ. Chứ thực sự không có cảnh nào cảnh ngũ đó. Là do năm cảnh gom lại thì ta kêu là cảnh ngũ. Đúng chưa? Rồi, biết nhất định có ba tâm, coi như có ba ý giới. Biết nhất định có ba ý giới. Biết nhất định có ba ý giới. Rồi, ba ý giới là gì quý vị? Nói lại ghi lại coi. Một, kháng ngũ môn. Hai, tâm tiếp thâu. Là ba ý giới vậy không? Đúng rồi. Bây giờ ba ý giới này nó biết cảnh ngũ nhất định. Ba ý giới nó biết cảnh ngũ nhất định. Tức là sao? Tức là tâm kháng ngũ môn là nó biết cả năm cảnh được không? Thì cho nên được gọi là biết cảnh ngũ nhất định. Tức là nó biết một trong năm cảnh này, bất cứ cảnh nào sẽ lên, cái tâm kháng ngũ môn nó đều biết hết. Nhưng mà nó chỉ biết trong cảnh ngũ thôi, chứ nó không biết ra ngoài cảnh ngũ này. Nó không biết cảnh pháp, nó chỉ biết một trong năm cảnh này. Tức là bất kỳ năm cảnh này, cảnh nào sẽ lên nó cũng đều biết hết. Thật ra tâm kháng ngũ môn này biết cảnh ngũ nhất định. Nắm được chưa? Là biết được cảnh ngũ, nhưng mà biết được cảnh ngũ này là biết nhất định, tức là nó bắt được năm cảnh này và biết cảnh ngũ nhất định. Ok chưa? Ví dụ cảnh sắc sanh lên thì kháng ngũ môn nó cũng sanh lên để nó bắt cảnh sắc. Cảnh thinh nó cũng sanh lên nó bắt cảnh thinh. Cảnh khí nó cũng sanh lên nó bắt cảnh khí. Cảnh vị nó cũng sanh lên nó bắt cảnh vị. Cảnh xúc nó cũng sanh lên nó bắt cảnh xúc. Thì vậy cái tâm kháng ngũ môn này nó độc đáo một cái chỗ là bất kỳ cảnh nào, một trong năm cảnh sanh lên nó đều biết được hết. Thì như vậy thì nó biết được cả năm cảnh này, được gọi là cảnh ngũ. Nó biết được cảnh ngũ này là nhất định, là nó bắt được cả năm cảnh. Cảnh nào sẽ lên nó bắt được hết. Nhưng mà nó chỉ bắt được năm cảnh này thôi, ngoài ra nó không bắt được. Cho nên được gọi là biết cảnh nhất định. Nó bắt được cảnh này nhất định. Rồi hai tiếp thâu, hai tâm tiếp thâu cũng vậy. Thì cảnh năm cảnh này sẽ lên thì tâm nó tiếp thâu vô. Nó chỉ tiếp thâu được cảnh sắc, cảnh hình, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó chỉ tiếp thâu được năm cảnh này thôi. Ngoài ra nó không có làm được cái việc đó. Cảnh pháp nó tiếp thâu nó không có làm được. Là tâm tiếp thâu này nó thuộc về lộ ngũ, tức là nó chỉ biết trong cái năm cảnh này thôi. Cho nên nó là biết cảnh ngũ này nhất định. Gồm có ba ý giới, tức là kháng ngũ môn cộng hai tâm tiếp thâu. Đúng chưa? Thí dụ như giờ một cảnh, một âm thanh lên thì ví dụ chúng ta nói là âm thanh nó sanh lên. Thì kháng ngũ môn nó sanh lên để nó đón nhận cái âm thanh đó là một, rồi mới nhĩ thức sanh, rồi sau đó rồi mới tiếp thâu, tiếp thâu sanh lên để tiếp thâu cái âm thanh nó vô. Thì như vậy hai cái tâm tiếp thâu này nó biết được âm thanh. Rồi nếu là cảnh sắc thì hai tâm tiếp thâu này nó biết được cảnh sắc, hai tâm tiếp thâu này có thể biết được cảnh mùi, hai tâm tiếp thâu có thể biết được cảnh vị, và hai tâm tiếp thâu nó cũng biết được cảnh xúc. Thì như vậy kháng ngũ môn và hai tâm tiếp thâu này biết cảnh ngũ nhất định, tức là nó biết cả năm cảnh này biết một cách nhất định, chắc chắn là nó biết, hãy sanh lên là nó biết sanh lên chắc chắn vậy, nhất định nó biết năm cảnh này. Ngoài ra nó không biết, ngoài năm cảnh ngũ nó không biết. Thì như vậy đối với cái bài số 6, cái cảnh số 6 là cảnh ngũ sắc thinh thương vị xúc, thì biết cảnh nhất định là gồm có ba giới này. Và trong ba giới này mình đưa ra là có kháng ngũ môn và hai tâm tiếp thâu, nó bắt cả năm cảnh. Thì nó biết như vậy là biết nhất định. Ok chưa? Nắm được chưa? Cô Như Bình nó bắt rồi. Ha, nắm được ha. Quý vị nắm được ha không? Tinh tâm nắm được không? Còn ai không biết thì cho biết nha. Bởi vì những cái bài cảnh này mình học á, khi mình hiểu được, nắm được nó rất quan trọng trong cái pháp hành của mình á. Khi mình đi vô hành tứ niệm xứ thì những cái cảnh này nó sanh lên liên tục, hết cảnh sắc, cảnh thinh, khí, thủy, xúc, rồi cảnh ngũ, rồi cảnh pháp, rồi cảnh tục đế, cảnh chân đế gì nó hiện bài tùm lum tùm la đó. Mà mình không nắm được thì mình cũng khó mà đi vô cái pháp hành sâu được. Cho nên chúng ta học để mình nắm được cái pháp một cách rõ ràng ha.
cái này là cũng rất là khó, bài này nó khó, bởi vì nó đi vô, nó ảnh hưởng tới cái lộ trình tâm của mình đó. Mình cần phải có sự hiểu hiểu rõ, là mình cần hiểu một cách chính xác. Rồi như vậy đối với cảnh ngũ, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, là năm cảnh này, nhất định là có ba cái tầm giới nó biết được, biết được cách nhất định. Rồi bây giờ tới biết không nhất định nè, biết biết cảnh này không nhất định, thì có bốn ba tầm. Có bốn ba tầm là không nhất định, tức là biết cảnh ngũ không nhất định, biết cảnh không nhất định. Còn bốn ba, đúng rồi đó, 41 tâm dục giới cộng 2 tâm thông là 43. Cái gì sao có đúng rồi, ok. Thì 41 tâm dục giới là nó trừ ngũ sân thức, ngũ sân thức là 10 ha, là 10 trừ luôn ba ý giới là 13. Thì như vậy tâm dục giới có 54 mà trừ cho 13 thì còn lại là 41, đúng không? Là 41 tâm dục giới cộng 2 tâm thông là 43. Là 43 tâm này nó biết cái cảnh ngũ này, nhưng mà nó biết không nhất định, tức là nó biết cảnh ngũ này, ngoài ra nó còn biết những cảnh khác nữa, như nãy mình cũng đã học rồi đó. Thì giờ 41 tâm dục giới như nãy mình học đó, thì 12 tâm bất thiện, rồi những cái loại tâm dục giới này kia nọ, thì nó biết cảnh ngũ này. Nếu mà trên cái lộ ngũ môn, trên cái lộ ngũ, lộ lộ tâm mà thuộc về lộ ngũ, bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì 41 tâm dục giới này nó biết cả năm cảnh này, nó biết luôn cảnh ngũ này. Và ngoài ra nó biết luôn cả cảnh pháp luôn. Thì vậy cho nên chính vì cho đó nó biết cảnh ngũ này không nhất định, nó cũng giống như nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nhưng mà nó còn biết ngoài ra cái đó nữa, cho nên được gọi là biết không nhất định. Nắm được chưa? Cũng giống như bài trên ha, giống như bài trên thôi, nhưng mà giờ mình nó gom lại năm cái này, nó nói chung là cái thì 43 tâm này biết cảnh ngũ, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, biết năm cảnh này nhưng mà biết không nhất định, bởi vì nó biết năm cảnh này rồi nó còn biết cảnh cảnh khác ngoài cảnh đó ra nữa, biết luôn cảnh pháp luôn. Sắc đúng là cảnh á, thì mình phân hẹp á, thì nó có sáu thôi để mình dễ thấy á. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Nếu mà không phải sắc thinh khí vị xúc thì là cảnh pháp. Thì như vậy 43 tâm này biết cảnh ngũ này á, là nó biết không nhất định, bởi vì nó biết luôn cả cảnh pháp nữa. Thì như vậy đó chúng ta thấy là cảnh ngũ thì được biết gọi là không nhất định là có 43 tâm, mà nhất định thì có 3. Thì như vậy tổng cộng chúng ta có 46 tâm biết được cảnh ngũ, được chưa? Hiểu không quý vị? Alo, nắm hết rồi, nắm chính xác rồi, được rồi không? Rồi. Cứu ra còn ai không hiểu đó, là ai không nắm được cái cho biết nha. Vậy điểm danh nha, điểm danh nha. Đúng rồi. Đúng rồi đó, tức là cảnh ngủ mà nó biết thêm cảnh pháp nữa thì coi như không không nhất định, không có nhất định, như vậy là đúng không? Xa thú ha. Rồi qua được ha. Qua số 6 rồi, giờ tới số 7 và cảnh pháp. Và bây giờ mình nào tới nãy giờ cảnh ngũ rồi ha, bây giờ mình qua cảnh pháp. Số 7 là cảnh pháp, tức là ngoài cảnh ngũ nãy ra, tức là ngoài sắc thinh khi bị xúc. Giờ mình bước qua cảnh pháp thì mình sẽ thấy vấn đề rõ. Cảnh pháp là cảnh mà ngoài cảnh ngũ, thì gọi là cảnh pháp. Đúng chưa? Thì cảnh pháp á, trong vi diệu pháp là phân ra nó có 6 loại. Thứ nhất là năm sắc thần kinh. Boss lên đó nha, boss lại cho nó. Năm sắc thần kinh, 16 sắc tế. Rồi tâm, tâm sở, niết bàn, khái niệm là có 6 loại như vậy. Thì được gọi là cảnh pháp, bởi vì nó ngoài cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vị xúc là cảnh ngoại. Còn cái này là cảnh nội phần. Năm sắc thần kinh, 16 sắc tế, trong nội phần mình có những cái sắc tế.
mình coi lại, mình để ý rồi tâm, tâm sở, niết bàn hoặc là khái niệm thì được gọi là cảnh pháp, nó ngoài cảnh ngũ được gọi là cảnh pháp. Vì nắm được cái này chưa? Là có ghi nè, có sáu nè, năm sắc thần kinh, 16 sắc tế. Sắc tế có nước nè, sắc tính, sắc y vật, sắc hoàn quyền, sắc thực, sắc hư không, hai vị tri, ba đặc biệt, bốn tư tướng là 16 sắc tế, bởi vì nó sắc vi tế được gọi là sắc tế. Trừ cái này ra là còn 10, 16, trừ lại còn 12, đó là 12 cái còn lại là 12 sắc thô. Thì sắc pháp mình học có 28, thì 12 sắc thô và 16 sắc tế, thì như vậy chúng ta có 28. Hoặc là tâm sở, niết bàn, chế định. Đó là cảnh pháp. Tức là cảnh pháp tức là những cái cảnh mà nó không có dính dáng gì tới cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Ví dụ như cảnh pháp giờ mình ngồi mình thiền, những cái cảm thọ sanh khởi đi. Ví dụ mình cảm thấy khó chịu, cảm thấy là quan hỷ thì nó thuộc về thọ, thọ thuộc về tâm sở, đúng không? Cảm thọ thuộc về tâm sở thì nó thuộc pháp, chứ nó đâu có dính dáng thì sắc thinh khí vị xúc. Đúng chưa? Nó là cảnh pháp. Hoặc là mình ngồi mình thiền tự nhiên cái tâm tham mạnh sanh thì thuộc về tâm, thì nó cũng thuộc về cảnh pháp. Hoặc là mình ngồi mình thiền cái tâm mình nó nghĩ phòng xếp hay là thở vô thở ra dài biết dài, mình niệm cái chữ đó, mình đọc cái chữ, hoặc là mình niệm bút thô bút thô thì nó rơi vô chế định. Thì nó rơi chế định thì nó nằm là thuộc về cảnh pháp luôn, đúng chưa? Nắm được cái cảnh pháp rồi. Còn những cái sắc tế, sắc vi tế này thật sự rất là khó thấy. Cái này mình phải thiền dữ lắm mình mới thấy được những cái sắc này. Chẳng hạn như là nước, mình phải có trí tuệ dữ lắm mới thấy được. Hoặc là sắc tính, mình sao thấy được mấy cái này nó vi tế lắm mình không thấy được. Thì những cái sắc này gọi là sắc tế mà khó thấy. Hoặc là những cái sắc thần kinh, những hệ thần kinh như thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, mình sao thấy được. Thì những cảnh pháp này và nó thuộc về những cái ẩn tàng bên trong, mình có thể thấy được qua thiền tứ niệm xứ. Nếu chúng ta thiền mình quan sát kỹ mình sẽ thấy được tâm sở sanh như thế nào, tâm sanh như thế nào, chế định nó sanh ra sao, mình sẽ biết rõ ràng qua cái những cảnh pháp này. Nhưng mà coi vậy chứ khó lắm. Thí dụ như giờ cô Kim Dung đang đi kinh hành đi, đi dơ bước đụng đạp đi, mình đi mình niệm dơ bước đụng đạp, thì khi mình niệm vậy đó thì nó rơi vô vấn đề mà từ ngữ chế định, thì nó rơi qua cái tục đế. Thì như vậy mình cũng đang niệm, mình niệm về tục đế thì nó được xếp vô cảnh pháp. Còn mình đang đi mình dơ mình bước đụng đạp vậy đó, mà cái tâm mình sanh khởi, chẳng hạn như mình khởi lên cái tâm mà muốn cái gì đó, tâm mình muốn đi nhanh hay đi chậm hay cái gì đó, thì khởi nó thuộc về tâm, thì nó thuộc về phần tâm. Rồi hoặc là cảm thọ, bây giờ mình khởi đang đi mình thấy cái đã thấy sướng sướng, cái chân mình nó nhẹ nhàng, nó lân lân, thì nó khởi lên cái cảm thọ. Thì lúc đó là thuộc về tâm sở, tâm sở nó thuộc về cảm thọ, tâm sở thọ đó. Vì vậy trong bất cứ một cái gì đi đứng nằm ngồi thở vô thở ra, nó đều có những cái cảnh pháp này hết. Và ngoài ra nó còn có những cảnh ngũ nữa. Như mình đang đi giờ bước cái âm thanh khởi lên một tiếng chim mình kêu thì nó thuộc về sắc cảnh, thuộc về cảnh ngũ, nhảy qua ra ngoài thuộc về cảnh ngũ. Hoặc là mình đi mình thấy cái con gì nó bò dưới chân mình thì nó qua cảnh sắc, đúng không? Còn mình đi mà mình thấy nó lân lân nó nhẹ nhẹ, nó đã phê phê thì thuộc về cảm thọ, thì nó thuộc về tâm sở. Còn mình đi mình thấy mà cái tâm mình nó có những cái trạng thái này trạng thái kia, cái tâm mình nó có sự thỏa thích, hoặc là tâm mình có cái sự mà tham đắm gì trong đó, thì mình bị rơi vô trong cái này thuộc về tâm, về tâm tham, hoặc là tâm sân khó chịu, hoặc là tâm sân mình sinh khởi, thì thuộc về cảnh pháp hết. Tục đế chân đế luôn, đúng rồi, sao đó tục đế cũng là cảnh pháp và chân đế cũng là cảnh pháp. Nó ngoại trừ cái cảnh sắc, ngoại trừ cảnh thinh, ngoại trừ cảnh khí, ngoại trừ cảnh vị, ngoại trừ cảnh xúc, tức là ngoại trừ năm cảnh đó ra thì những cái vấn đề còn lại đều là cảnh pháp hết. Thì khi mình hành vô mình mới thấy được, thì ra đây là mình
đang ở trong trạng thái nào, mình biết rõ ràng, mình biết rõ đây là cảnh cảnh pháp, hay là đây là cảnh cảnh cảnh, cảnh ngủ, hoặc hay là đây là tục đế, hay đây là chân đế, mình biết rất là rõ ràng. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta nắm được cái cảnh này á, thì nó giúp cho mình cái sự tu học mình chính xác hơn, nó chính chính chắn hơn, nó đâu cái đó đàng hoàng ha. Chứ không phải là có nhiều lúc hồi xưa chúng tôi học mà chưa tới, lúc mình đi thiền, những khóa thiền thì nó phát sanh nhiều cái pháp bên nội phần mà mình không có nắm được, mình giật mình không biết là gì. Nó phát sanh nhiều cái mình cũng chịu thua luôn, mình không biết là gì. Cho nên lúc đó mình bắt đầu mình sợ, mình hoài nghi, mình không biết, mình tâm là thì chính vì cái chỗ đó làm cho bị đứt luôn. Chẳng hạn như đó, rồi đi thiền, mình đi kinh hành này kia, mình thấy những cái trạng thái mình dơ, cái dưng này kia, nó tạo ra những cái gió, nó chuyển động này kia, nó làm cho mình thấy được những cái sắc mà nó vi tế, nó chuyển động, nhưng mình không biết được. Nhưng mà thì nó làm cho mình giật mình, cho nó đứt. Việc mình là đứt, là hư, nó hư cái công cuộc tu mình. Nhưng mà vậy mà chứ từ đó về sau giờ muốn làm lại có không được đó. Chứ không phải dễ, mình muốn thấy được cái pháp chân đế, thấy được cái sự thật khó lắm, nó không phải dễ thấy được. Cho nên là mình học biết rồi thì mình nó khi mà tự đủ duyên mà nó sanh thì mình sẽ biết liền. Chứ thôi mình không biết đâu. Hạn như dụ gì đang ngồi vô cái, tự nhiên cái khởi lên cái sự khó chịu ngay bụng mình, nó lẹ lắm. Khi nó khởi lên khó chịu mình nhảy qua cho khác liền, nó làm mình lẹ lắm. Mình bắt không kịp. Nhưng mà khi mình biết rồi đó thì nó khởi lên mình biết liền à, mình có cái tác ý mình biết liền. Ồ này cảm thọ nó sao khởi chỗ này, khởi lên làm chỗ đau. Khi nó đau vậy mình thấy bằng cái thực tướng của nó chứ không phải mình thấy qua cái tục đế. Thì như vậy mình thấy được cái cảm thọ nó bằng những cái cảm giác nó sanh khởi như thế nào. Thì nhiều người thân nó sanh khởi, nó có sự tiếp xúc vậy, rồi quả tâm sở nó phát sanh chuyện khó chịu, cái đó mình thấy một cách rõ ràng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy cái tuyệt vời trong chỉ cần một cái hơi thở mình vô ra thôi là mình sẽ thấy nhiều cái chuyện lắm, nhiều chuyện nhiều khê lắm. Nhưng mà mình có trí tuệ, mình học, mình hiểu được, mình sẽ thấy được nó rất là tuyệt vời, rất là quan hỷ. Mà hãy mình càng hiểu, mình càng hành, mình càng khoái, nó ghiền cái gì Phật như cái không có ngưng, nó ghiền. Bởi vì tại sao có nhiều vị tập hoài ta không muốn ăn uống vậy, tập ta không muốn ngủ luôn, cứng mềm cũng là chân đế luôn, đó là thuộc về đất á, chất đất á, bản thể đất á. Đất đó. Đó, mình thấy được như đó, khi mình thiền cũng có, khi mình thiền như thiền thiền cũng có đóng thiệt hả, vẫn có định đủ đó. Ví dụ mình đang ngồi thiền, vô hít vô thở ra, cái mình thấy lân lân, mình khoái, mình đã, mình thấy mình thích nữa. Hoặc là mình thấy ánh sáng rồi trong đầu mình lóe là những ánh sáng, cái là mình khoái cái đó. Thì khi mình khoái rồi tâm tham sanh khởi rồi. Hoặc là khi mình ngồi thiền mình thấy nó khó chịu trong người mình, nó kỳ lắm, nó có những cái bức xúc khó chịu kỳ lắm. Hoặc là cái tâm mình khởi là những cảm thọ khó chịu, thì lúc đó mình đang bị rơi vô cái trạng thái tâm sân. Thì như vậy tâm bất thiện vẫn sanh khởi được. Nhưng mà khi mà tâm bất thiện nó sanh khởi vậy đó, thì khi mình có học vi pháp mình biết đây là cái trạng thái tâm nó sanh khởi thuộc về bất thiện đó. Nó khởi lên thì mình cái nhiệm vụ là mình chỉ ghi nhận thôi. Rồi mình ghi nhận một cách khách quan, một cách thoải mái, chứ chúng ta đừng có ép buộc cái tâm mình phải như thế nào. Để nó lên mình thấy được, mình thấy mình ghi nhận. Mình không có phải bắt buộc phải tâm mình phải dày phải kia nữa. Bởi vì tất cả nó đều do duyên sanh mà. Khi cái trạng thái cơ thể mình như thế nào thì nó sẽ sanh những cái trạng thái thích ứng theo lúc đó. Và khi nó sanh lên, mình chỉ có nhiệm vụ là mình ghi nhận. Ví dụ nó khởi lên cái sự khó chịu thì mình ghi nhận khó chịu đó. Có nhiều người không biết, người ta né. Người ta né là đặt là khi mình né là mình mất cái cơ hội để mình thấy pháp. Còn hoặc là thấy đã khoái bám dính vô luôn, là mình dính nhưng mình bị dính tham ái, mình bị chấp thủ rồi. Là mình kẹt vô đó rồi. Ra thì khi mà mình biết được cái vấn đề đó là trong một cái hơi thở vô ra thì mình biết rất là nhiều chuyện, chứ không phải là một chuyện không đâu. Nó vì đấy lắm, cái gì khó lắm, bởi nhận tiêu xứ khó lắm, rất là khó. Rồi nếu tâm mình không có nhạy bén thì thôi, mình chỉ tập cái tục đế là chứ vô chân đế vô không có nổi là cái do đó. Rất là khó, tại vì cái tâm mình một cái khải ngón tay hàng
triệu triệu sát na tâm sanh diệt mà, thì làm sao mà mình bắt được. Cho nên mình cứ tập từ từ nó quen, thì tâm mình nhạy, trí tuệ mình nhạy bén, mình mới bắt được, chứ không có dễ đâu. Ví dụ mình hít vô, thí dụ cái gì thì tưởng tượng mình búng cái móng tay khải cái hàng triệu triệu sát na tâm sanh diệt. Bây giờ cái hơi thở, từ khi bắt đầu khởi hơi thở cho tới khi nó hít vào thì cái thời gian nó quá lâu so với một cái khải của tay. Thì như vậy bao nhiêu cái tỷ lộ trình tâm nó sanh giả sanh diệt mà mình bắt được, như cái mình chỉ bắt được chút là mình tưởng mình được cái này được kia, không có đâu, nó khó lắm. Kinh hồn lắm, cái tâm mình nó lẹ ghê hồn. Nhưng mà thời gian là tự cái tâm nó biết tâm, từ từ nó bắt riết, nó quen chánh niệm ghi nhận riết, từ từ thu ngắn cái lộ trình tâm lại, nó biết được những vấn đề phát sinh như thế nào. Đó là gì đây? Thiền xa thiền gì? Thiền sâu. Biết được hết á, thiền sâu biết nữa, biết tục đế cũng biết, mà chân đế mình biết, cái gì sanh lên là mình biết hết á. Cái khi mà mình đi đâu độ nhảy bén rồi sâu tục đế chân đế gì mình nắm cách chính xác, không có chạy đâu. Nhưng mà mình phải nhảy bén lắm, tâm nó lẹ lắm. Bởi vì cái tâm mình nó có khuynh hướng là nó dễ, nó dễ dữ lắm, nó dễ tuồn dữ lắm, nó dễ tùm lum, nó nghĩ rồi nó chế đủ thứ vậy mà mình không biết, nó gạt mình. Cho nên cái đó phải có một cái buổi riêng để nói là chuyên về những cái vấn đề mà về thiền tứ niệm xứ. Chứ giờ mình đang học này mình nói nó qua nó đi xà lắc trả lời. Rồi giờ là khá là biết nhau là tới số mấy rồi qua này. Cảnh pháp à, cảnh pháp học rồi thôi, mới nói xong thôi. Rồi giờ biết nhất định, cảnh pháp là tới là 16 cái phần đó. Rồi biết nhất định thì có 2, có 6, 7 tâm thiền. Biết cảnh nhất định là cảnh pháp nha, có 67 tâm thiền, tức là 27 tâm đối đại và 40 tâm siêu thế, là biết cảnh pháp nhất định. Bây giờ 27 tâm đối đại lôi xuống ra là có gì? 15 tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới. Này nó bắt cảnh chế định. Duy nhất nó chỉ biết cảnh chế định thôi. Cho nên là biết cảnh pháp nhất định là cho đó thuộc về chế định. Tức là 27 tâm đạo đại thì gồm có 15 tâm sắc giới nè. Thì 15 tâm sắc giới này nó bắt cảnh chế định duy nhất, cho nên được gọi là nó biết cảnh nhất định thuộc về cảnh pháp thuộc về chế định đó, tức là 15 tâm sắc giới. Cái gì đó là tức là 15 tâm thiền á, sơ nhị tam tứ ngũ thiền á, thì nó bắt cảnh chế định thôi. Lấy đề mục chế định đất nước lửa gió xanh vàng trắng đỏ hư không thì nó bắt được cảnh chế định thôi. Thì là 15 cảnh, 15 tâm sắc giới này nó không biết cảnh chân đế, mà nó chỉ biết duy nhất của cảnh chế định, nó bắt cảnh chế định. Cho nên gọi là biết nhất định, đúng chưa? Rồi tới ba không vô biên xứ, ba vô sở hữu xứ, thì trong cái sao vậy, hết giờ rồi hả? Ủa hết giờ rồi, thôi xong này thôi ngưng. Rồi ba cái không vô biên xứ, ba cái vô sở hữu xứ nó cũng bắt cảnh chế định luôn. Thì được gọi là biết cảnh chế định nhất định. Còn ba cái thức vô biên xứ, ba cái phi tưởng vi tưởng xứ nó bắt cảnh chân đế, nó bắt về tâm tâm sở thì cũng là nhất định luôn. Là 40 tâm siêu thế nó chỉ bắt được cảnh niết bàn, nó bắt duy nhất có cảnh niết bàn thôi. 40 tâm siêu thế thì nó biết coi như là nhất định. Đúng chưa? Rồi, đó là biết cảnh nhất định thì gồm có 15 tâm sắc giới nè, bắt chế định nè. Ba cái không vô biên xứ, ba cái vô sở hữu xứ nó cũng bắt cảnh chế định luôn. Thì như vậy là biết nhất định chỉ cảnh chế định. Rồi ba cái thức vô biên xứ, ba cái phi tưởng xứ nó bắt cảnh chân đế, tức là nó bắt cảnh tâm. Tâm sở của cái không vô biên xứ và vô sở hữu xứ nó bắt cái tâm đó. Thì nó biết được cảnh, bắt được cái tâm tức là thuộc về chân đế. Thì ba thức vô biên xứ và ba phi tưởng vi tưởng xứ thì nó biết cảnh chân đế nhất định. Rồi 40 tâm siêu thế thì duy nhất nó chỉ biết có cảnh một là niết bàn thôi. Thì như vậy là biết nhất định là thuộc về cảnh pháp, thuộc về niết bàn. Thì 67 tâm thiền biết cảnh nhất định,
Một là viết về chế định, hai là chân đế, ba là niết bàn. Thì như vậy là biết nhất định. Còn không nhất định thì nó có bốn ba tâm, nó không nhất định, tức là nó vừa biết cảnh pháp mà nó vừa biết luôn cái cảnh cảnh ngủ nữa. Tức là 41 tâm dục giới, tức là 12 tâm bất thiện. Như nãy mình học rồi, nó biết cảnh ngủ luôn, nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị, cảnh xúc. Năm tâm vô nhân nó cũng biết luôn. Hai tâm 24 tâm dục giới tình hảo nó cũng biết luôn. Thì như vậy là 41 tâm này nó biết được cảnh vừa cảnh pháp mà vừa cảnh ngủ luôn. Thì nó biết cả sáu cảnh. Thì nãy mình học cái kia là biết ha. Rồi bớt lên cái phần cảnh không nhất định. 12 tâm vô sắc. Và 2 tâm vô sắc là nãy 3 cái không vô biên xứ. 3 cái không vô biên xứ và 3 cái vô sở hữu xứ nó bắt cảnh chế định. Biết là 1 với 3 đó, tức là trong 4 cái đó đó. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng tượng xứ là 4 cái, 4 cái nhân cho 3 cái là 10 nhân 3 là 12 phải không? Nhưng mà giờ mình lấy 3 thôi, mình dễ tính đó. 3 không vô biên xứ. Thì nó biết cảnh chế định. Là tại vì bởi vì cái không vô biên xứ nó bắt cái hình, bắt cái cảnh sắc của bên sắc pháp, bên sắc giới. Nó bắt cái quan tướng của cái tâm sắc giới, bắt cảnh bên cái thiền của sắc giới, nó làm đối tượng. Đúng chưa? Nó bắt cái bên cái thiền sắc giới, thành ra cái bên sắc giới là thuộc về chế định. Nó bắt cái cảnh đó để nó làm cái đối tượng để nó nương cho nó để nó tu. Bắt cái hạn như đề mục đất mình khởi lên quan tướng đất, thì nó bắt cái quan tướng đất là chế định mà nó đâu có thiệt đâu. Tâm mình niệm không vô biên xứ, không vô biên, không vô biên, không vô biên, cái ánh sáng nó lan tràn khắp vũ trụ mà thực sự nó như là tục đế thôi, là chế định thôi chứ nó không phải là thiệt. Do cái tưởng họ dùng cái không vô biên xứ họ làm. Thì họ làm đề mục nào đắc được cái không vô biên xứ từ cái cảnh chế định. Và cái vô sở hữu xứ cũng vậy. Không vô biên xứ tức là nó ra tưởng tượng là ánh sáng là một cái hư không vô cùng, tưởng tượng thôi chứ nó không có thiệt đâu. Khi mà đắc được vô cái thiền đó thì đó là cái không như là thuộc về tục đế. Rồi chẳng hạn gì mình thấy mình lấy cái ánh sáng mình niệm, nhắm mắt là mình niệm ánh sáng đó. Đó mình cho nó là hư không, mình tưởng tượng là không vô biên xứ, không vô biên xứ, mình tưởng tượng nó lá. Nó khắp cùng thế giới, vô cùng tận, kêu là hư không vô biên xứ, tức là không có giới, không có giới hạn, không có bờ mé. Thì được gọi là không vô biên xứ. Lấy cảnh của cái bên thiền sắc giới họ đưa vào họ tu. Thì như vậy là đó là thuộc về chân là tục đế luôn. Và vô sở hữu xứ vậy, vô sở hữu xứ họ cũng bắt cái không duyên xứ này đó, họ bắt cái cảnh đó họ làm, họ nghĩ là không có gì, không có gì, hoặc là họ suy diễn là không có gì hết, vô sở hữu xứ mà không có gì, hư không vô cùng tận rồi, giờ tức là không có gì hết, là toàn là trống rỗng, là không có, không có. Thì họ cũng tưởng tượng là họ siệt chế, bị chế biến ra tu. Thì vậy là ba cái không duyên xứ, ba cái vô sở hữu xứ thì nó bắt cảnh chế định, tức là nó không thật. Nhưng mà ba cái thức vô biên xứ và ba cái phi vô tưởng xứ này thì nó bắt cảnh thiệt, nó bắt cảnh chân đế. Tức là ba cái thức vô biên xứ này đó, nó bắt cái tâm không vô biên xứ vừa mới sanh về diệt á, cái về diệt á, thì nó bắt cái tâm đó để nó tu. Bắt cái tâm không vô biên xứ đó, thì cái tâm là chân đế mà, thì bắt cái tâm đó họ nghĩ là cái đó là cái thức, thì cái thức đó là vô biên vô cùng tận, thì họ niệm về thức vô biên xứ, họ đắc được cái thức vô biên xứ thì nó thuộc về chân đế. Hoặc là phi tưởng xứ, họ nghĩ là cái tâm là tới vô sở xứ, tâm vô sở xứ là vậy, là tất nhiên nó sẽ không có tưởng mà cũng không phải không có tưởng. Họ niệm như vậy, họ tu tập lấy cái tâm là vô sở xứ, họ niệm thì họ bắt được cái trạng thái tâm đó, lấy cái đó làm đề mục tu thì họ đắc được, nó thuộc về cảnh chân đế. Vì vậy cảnh bên sắc giới thì nó có thứ nhất với thứ ba là bắt cảnh chế định, và thứ hai thứ bốn thì bắt cảnh chân đế. 40 sự thế thì bắt cảnh niết bàn. 40 sự thế là chỉ có niết bàn thôi, đắc đạo quả niết bàn. Như vậy. Rồi, nắm được phải không? Nắm bài số 7 xong phải không? Ok, như mình ôn lại 1 2 3 4 5 6 7. Xong phải không? Rồi, vậy đấy là học tiếp số 8 9 số 10 ha. Rồi, như vậy là chúng ta là học xong ôn này, ôn lại hôm nay, xả thú ha. Rồi,
cũng như do phước quý báo mà chúng ta học ra, chúng ta cùng nhau chú nguyện, nguyện sao cho chúng ta có được đời sống trong hiện tại luôn được an lạc, luôn được bình yên, hạnh phúc trong suốt cái quãng đời mình còn lại ha, đến khi mà hơi thở cuối cùng và sau đó được tái sanh về nơi nhàn cảnh, sanh làm người, làm trời và cuối cùng chứng đắc đạo quả niết bàn, cùng nhau chú nguyện những cái đó để chúng ta thoát được cái tai kiếp của cái hạn trong cái thời kỳ ngày hôm nay, nó có thể kéo dài dài dẳng ha. Thì do phước báo mà chúng ta tu tập, cầu xin cho tất cả chúng ta luôn được bình an hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai. Xin nhân biết lành. Dạ, sa thú lành thai, nhờ Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm Quỳnh in kinh rất là nhiều. Dạ, đã tận tình chỉ dạy bài học ngày hôm nay cho đạo tràng được hiểu, được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, con không biết đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh của con không, bạch sư? Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối khi chờ sư cha tín hiệu nha. Ô ta mang ghê na quanh đây.